quý vị và các bạn, hiện nay rất dễ tìm thấy dịch vụ mua bán các hóa đơn đỏ trên trang mạng xã hội. Dù với hành vi này thì cả người mua và người bán đều phải chịu những mức phạt nặng từ các cơ quan chức năng. Đúng vậy Thanh Huy, tuy đã có sự răn đe về vấn đề mua bán trái phép này, thế nhưng dịch vụ mua bán hóa đơn đỏ vẫn đang ngày càng phát triển tràn lan và rầm rộ. Theo đó, chỉ cần gõ dòng chữ dịch vụ mua bán hóa đơn đỏ hay ngắn gọn mua bán hóa đơn trên mạng thì hàng loạt kết quả trả về dẫn người mua đến những địa chỉ bán được chào mời với nội dung hấp dẫn. Các hóa đơn được rao bán gồm những hóa đơn phổ biến như hóa đơn tiếp khách, ăn uống, mua các loại thực phẩm, đặc biệt là hóa đơn xăng dầu. Những trang mạng tồn tại như thế này có đến hàng trăm lượt thích, hàng ngàn lượt bình luận khác nhau về cách mua và thanh toán. Không chỉ chào mời trên các trang Facebook, người bán còn tạo ra các website với nội dung phong phú, hình ảnh thu hút người xem và những dịch vụ tăng kèm hấp dẫn như giảm giá phần trăm trên tờ hóa đơn khách hàng mua, giảm giá mua trọn gói nhiều tờ. Theo những người bán cho biết, mọi hóa đơn được bán ra có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trên một tờ hóa đơn, hoặc trừ trực tiếp phần trăm theo số lượng mua. Người mua được phép ghi tùy ý mệnh giá, nếu có rủi ro có thể đến đơn vị bán hoàn lại 100% tiền phí. Tuy nhiên, không một ai dám đảm bảo đơn vị bán ở đâu và ai sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm khi sự việc bị phanh phui. Chị lấy bao nhiêu thì em mới biết được rồi, nhưng mà em ăn đâu với chị được, bên em là giá rẻ hơn so với bình thường khá nhiều ạ. Đối với cái hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn này thì người mua và người bán tùy trường hợp và mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Người mua và người bán có thể bị truy cứu về tội là in, phát hành hoặc mua bán trái phép hóa đơn. Người mua và người bán có thể bị phạt đến 5 năm tù giam và bị phạt tiền đến 150 triệu đồng. Hiện nay để được hoàn thuế các doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hóa đơn thanh toán. Tuy nhiên nếu những hóa đơn này là các hóa đơn ma, khi bị cơ quan thuế phát hiện, các doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Vì thế, trước thực trạng trên, cần có sự sớm vào cuộc của các cơ quan ban ngành nhằm ngăn chặn sự phát tán tràn lan của các loại hóa đơn khống, làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn ngành kinh tế. Hai nữa là bây giờ cái khó khăn nữa là làm sao mà để cho tổ hợp tác xã có một cái lò sấy sơ chế nó hợp lý thì để cho khi mà cây đương quy người ta thu về bất kỳ trong trời thời tiết gì mưa nắng hay là ấy thì bảo quản.